Viêm khớp dạng thấp là một bệnh viêm không đặc hiệu, xảy ra ở các khớp, gây tổn thương màng hoạt dịch của khớp, tổn thương sụn khớp và tổn thương đầu xương dưới sụn. Bệnh diễn biến mãn tính hay tái phát, dẫn đến tình trạng dày dính khớp, biến dạng khớp và teo cơ ở vùng xung quanh khớp. Về nguyên nhân của bệnh viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp là một bệnh gặp rất phổ biến, nhưng nguyên nhân của bệnh vẫn còn chưa được hiểu biết đầy đủ. Gần đây, người ta cho rằng viêm khớp dạng thấp là một bệnh tự miễn với sự tham gia của các yếu tố bao gồm thứ nhất là tác nhân gây bệnh, có thể là virus, vi khuẩn, dị nguyên nhưng chưa được xác định chắc chắn. Thứ hai là yếu tố về cơ địa. Bệnh có liên quan rõ rệt đến giới tính, 70 đến 80% bệnh nhân là nữ và tuổi từ 60 đến 70% gặp ở người trên 30 tuổi. Thứ ba là yếu tố di truyền. Viêm khớp dạng thấp có tính gia đình, có liên quan đến kháng nguyên hóa hợp tổ chức HLA-DR4. Gặp 60 đến 70% bệnh nhân có yếu tố này, trong khi tỷ lệ này ở cộng đồng chỉ là 30%. Thứ tư là các yếu tố thuận lợi khác như môi trường sống ẩm thấp, cơ thể suy yếu mệt mỏi, nhiễm lạnh, phẫu thuật thì tất cả đều là những yếu tố thuận lợi để cho viêm khớp dạng thấp phát triển về cơ chế bệnh sinh của bệnh viêm khớp dạng thấp. Khi tất cả những cái tác nhân gây bệnh kể trên tác động vào cơ thể có yếu tố cơ địa dễ tiếp nhận bệnh thì ngay lập tức cơ thể sinh ra một cái kháng thể chống lại tác nhân gây bệnh đó. Sau đó thì bản thân kháng thể này lại trở thành tác nhân gây bệnh mới, kích thích cơ thể sinh ra kháng thể khác chống lại nó, gọi là tự kháng thể hay là yếu tố dạng thấp. Lúc này kháng thể ban đầu và tự kháng thể với sự có mặt của bổ thể kết hợp thành phức hợp kháng nguyên kháng thể hay còn gọi là phức hợp miễn dịch tồn tại ở trong dịch khớp. Các bạch cầu đa nhân và đại thực bào đến để thực bào và tiêu diệt phức hợp miễn dịch này. Đến lượt các tế bào này bị hủy hoại bởi chính các men tiêu thể mà chúng giải phóng ra để tiêu phức hợp miễn dịch. Sự phá hủy của các đại thực bào và các bạch cầu đa nhân giải phóng ra các men tiêu thể và các chất trung gian gây viêm. Chính các chất gây viêm này đã hủy hoại màng hoạt dịch khớp và thu hút các bạch cầu và đại thực bào từ các nơi khác đến làm cho quá trình viêm không đặc hiệu kéo dài không dứt, mặc dù tác nhân gây bệnh viêm ban đầu không còn phá hủy tác dụng. Và chính cái cơ chế bệnh sinh như trên mà viêm khớp dạng này được gọi là viêm khớp dạng thấp và người ta đã tìm thấy yếu tố dạng thấp tồn tại ở trong máu khi bệnh tiến triển. Bên cạnh đó thì bệnh được tiến triển là nhờ một cái cơ chế tự miễn của cơ thể. À, chính vì thế mà bệnh viêm khớp dạng thấp được thuộc vào cái nhóm bệnh tự miễn. Về triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp, thứ nhất là triệu chứng tại khớp, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn khởi phát. Bệnh thường khởi phát từ từ, tăng dần, chỉ khoảng 10 đến 15% bệnh bắt đầu đột ngột và cấp tính. Trước khi có triệu chứng của viêm khớp, bệnh nhân có thể có biểu hiện như sốt nhẹ, mệt mỏi, gầy sút, ra nhiều mồ hôi, tê các đầu chi. Khoảng 65% bắt đầu chỉ viêm một khớp, 35% là khởi đầu bằng viêm các khớp nhỏ ở bàn tay, 30% khởi đầu bằng viêm khớp gối, còn lại là các khớp khác. Các khớp viêm sưng đau rõ nhưng ít đỏ và ít nóng. Dấu hiệu cứng khớp buổi sáng thường gặp ở 20% trường hợp. Đau nhiều về nửa đêm gần sáng và đau tăng hơn khi vận động. Giai đoạn này kéo dài vài tuần đến vài tháng rồi chuyển sang giai đoạn toàn phát. Thứ hai là giai đoạn toàn phát. Về vị trí khớp viêm thường xuất hiện viêm đau nhiều khớp nên còn gọi là bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Trong đó hay gặp nhất là các khớp cổ tay, 90% khớp ngón bàn tay 80%, khớp bàn ngón 70%, khớp gối 90%, khớp cổ chân 70%, khớp ngón chân 60%, khớp khửu 60%. Các khớp ít gặp như khớp háng, cột sống, khớp vai, khớp ước đòn. Nếu có viêm các khớp này cũng thường ở giai đoạn muộn. Về tính chất viêm, đa số viêm khớp dạng thấp có tính chất đối xứng, chiếm 95% ở bàn tay và bàn chân thường sưng phần mu hơn phần gân, sưng đau và hạn chế vận động, ít có nóng đỏ, có thể có nước trong khớp gối, đau nhiều về đêm gần sáng, 90% có dấu hiệu phá hủy khớp buổi sáng. Về các dấu hiệu biến chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh tiến triển từng đợt nặng dần, dần dần xuất hiện tình trạng dính và biến dạng khớp như ngón tay hình thoi, cổ tay hình lưng lạc đà bàn tay ở tư thế nửa co và lệch trục về phía xương trụ, gọi là bàn tay gió thổi hay là ngón tay hình cổ cò. Khớp gối dính ở tư thế hơi gấp. Thứ ba là triệu chứng về cơ, gân, dây chằng bao khớp. Có teo cơ quanh các khớp viêm như cơ liên đốt và cơ run bàn tay. Dây chằng khớp thường bị viêm, co kéo. Một số ít trường hợp dây chằng bị giãn gây lỏng khớp. Bao khớp có thể phình ra thành các kén hoạt dịch và thứ tư là tổn thương cơ quan nội tạng rất hiếm gặp. Tim có thể bị viêm cơ tim nhưng biểu hiện kín đáo, có thể viêm màng ngoài tim, rối loạn dẫn truyền, hầu như không gặp tổn thương màng trong tim và van tim, có thể gặp viêm màng phổi nhẹ, viêm mống mắt thể mi, viêm giác mạc, viêm và sơ các dây thần kinh quanh khớp, chèn ép thần kinh ngoại vi. Về tiến triển của bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh tiến triển mãn tính kéo dài hàng năm 75% tiến triển dần dần, chỉ 25% tiến triển thành thường đợt. Có những giai đoạn lui bệnh rõ, các đợt tiến triển nặng lên khi nhiễm khuẩn, nhiễm lạnh, chấn thương, phẫu thuật, rất hiếm khi bệnh lui dần đến khỏi hẳn. Và dựa vào các chức năng vận động cũng như là tổn thương trên ích quang, chia tiến triển của bệnh viêm khớp dạng thấp thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, tổn thương mới khư trú ở màng hoạt dịch và tổ chức phần mềm. Khớp vận động gần như bình thường, chỉ sưng đau ở phần mềm và trên hình ảnh X quang chưa thấy tổn thương. Giai đoạn 2, tổn thương ảnh hưởng một phần đến đầu xương và sụn khớp. Vận động khớp hạn chế, còn cầm nắm được, đi lại được bằng gậy, bằng nạng. Trên hình ảnh X quang có hình khuyết xương, khe khớp hẹp. Giai đoạn 3, tổn thương nhiều ở đầu xương và sụn khớp. Bệnh nhân chỉ còn tự phục vụ trong sinh hoạt, không tự đi lại được. Trên hình ảnh X quang có hình huyết xương, khe khớp hẹp, có chỗ dính. Giai đoạn 4, khớp dính và biến dạng nặng, thường sau từ 10 đến 20 năm. Khớp hoàn toàn mất chức năng vận động, bệnh nhân tàn phế. Trên hình ảnh X quang, khớp dính hoàn toàn và lệch trục. Về chẩn đoán của bệnh viêm khớp dạng thấp, thứ nhất là dựa theo tiêu chuẩn của Hội thấp khớp Mỹ ARA 1958, gồm có 11 tiêu chuẩn trong đó có 6 tiêu chuẩn lâm sàng và 5 tiêu chuẩn cận lâm sàng. Bao gồm thứ nhất là có cứng khớp buổi sáng, thứ hai là đau khi khám khi vận động từ một khớp trở lên, thứ ba là sưng tối thiểu một khớp trở lên, thứ tư là sưng nhiều khớp thì khớp sưng sau cách khớp sưng trước dưới 3 tháng, thứ năm là sưng khớp có tính chất đối xứng hai bên, thứ sáu là có hạt dưới da, thứ bảy là ít quang có khuyết đầu xương hẹp khe khớp. Thứ 8 là phản ứng Waller rốt hoặc gamma-latex dương tính ít nhất 2 lần. Thứ 9 là lượng mucin trong dịch khớp giảm rõ. Thứ 10 là sinh thiết hạt dưới da thấy tổn thương điển hình. Và thứ 11 là sinh thiết màng hoạt dịch thấy 3 tổn thương trở lên. Chẩn đoán chắc chắn khi có 7 tiêu chuẩn trở lên và thời gian bị bệnh trên 6 tuần. Chẩn đoán xác định có 5 tiêu chuẩn trở lên và thời gian bị bệnh trên 6 tuần và chẩn đoán nghi ngờ khi có 4 tiêu chuẩn và thời gian bị bệnh 4 tuần. Thứ hai là chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp dựa theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ IRA năm 1989, bao gồm thứ nhất là cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 1 giờ, thứ hai là sưng đau kéo dài tối thiểu 3 khớp trong số 14 khớp sau, bao gồm ngón tay gần 2 khớp, bàn ngón 2 khớp, cổ tay 2 khớp, khửu 2 khớp, gối hai khớp, cổ chân hai khớp, bàn ngón chân hai khớp. Thứ ba là sưng đau một trong ba vị trí, bao gồm khớp ngón tay gần, khớp bàn tay ngón, khớp cổ tay. Thứ tư là sưng khớp đối xứng. Thứ năm là có hạt dưới da. Thứ sáu là phản ứng tìm yếu tố thấp dương tính. Và thứ bảy là hình ảnh x-quang điển hình. Chẩn đoán xác định khi có bốn tiêu chuẩn trở lên việc chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp trong điều kiện ở nước ta do thiếu các phương tiện chẩn đoán cần thiết nên chẩn đoán xác định dựa vào các yếu tố sau. Thứ nhất là nữ tuổi trung niên. Thứ hai là viêm các khớp nhỏ ở hai bàn tay phối hợp với các khớp gối, cổ chân, khớp khửu. Thứ ba là viêm khớp có đối xứng hai bên. Thứ tư là có dấu hiệu cứng khớp buổi sáng. Và thứ năm là diễn biến trên hai tháng. Về điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp Viêm khớp dạng thấp là bệnh mãn tính kéo dài hàng chục năm, đòi hỏi quá trình điều trị phải kiên trì, liên tục, có khi hết cả cuộc đời. Điều trị cần kết hợp chặt chẽ giữa Đông y và Tây y với vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Về phương pháp Tây y cho đến nay, việc điều trị bệnh khớp nói chung và bệnh viêm khớp dạng thấp còn rất nhiều hạn chế. Hơn nữa, viêm khớp dạng thấp là một bệnh cần được điều trị kéo dài, việc sử dụng quá nhiều cũng như là thời gian dài một số nhóm thuốc giảm đau không steroid hay là corticoid đã gây ra rất nhiều những cái tác dụng phụ không mong muốn, đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị cho người bệnh. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!